Hôm nay là hôm hôm nay chúng tôi đến thăm một gia đình ở trong cái làng quê Thi ông, nhà ông nhà cụ ông vợ Văn Vịnh để tìm hiểu về cái tục thờ thờ tranh tranh ông vì tranh bà, chúng tôi phát hiện ra cái tranh ông là nơi thờ 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 ba vị. Thì cái vị thứ hai là bất công nghệ tổ sư chính là Hùng Vương mà chúng ta đang đi tìm hiểu thực tế. Đây nhân tiền vào cái gia đình này quý vị thấy đây đây là một hình ảnh con hiếm mà gặp lại đây cái chầu hoa văn thọ. À, tôi cả tháng trời đi ngoài Bắc mà tôi tìm cái chầu trong gia đình mà để cái chầu văn thọ này là thay cho một lời chúc Tết ý nghĩa nhất vì văn thọ đi đôi vô cương. Mà chúc cho nhau vạn thọ là chúc nhau sống lâu. À, đây là danh danh giữa đây người thấy đây, chúng tôi đang được danh giữa đây nhà là nhà ba gian đúng mẫu nhà ba gian của người việt xưa nhà gỗ của ông chủ nhà là vừa thập hương Thầy bàn thờ tổ, thờ tổ tiên, mời mời ông ngồi, cái cái, cái 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 truyền thống của người Việt là bao giờ vào nhà làng xin vải được tổ tiên xong mới được ngồi. Chúng tôi đang ngồi à, trong gia đình của của ông à, của ông à, vợ đình à, vợ, vợ vợ văn à, Vịnh cụ ông năm nay là 86 mươi sáu tuổi và chúng tôi muốn để tìm hiểu cái tục thờ trang của cái người việt thì gia đình của cụ là còn thờ toàn thờ là cái trăn bà trăn ông thì không còn nhưng mà cụ còn nghe lại ngay kể lại ngày xưa hôm nay chúng tôi muốn trực tiếp để hỏi cụ ông là cụ nói là coi như mình ở đây vẫn còn vẫn còn biết cái tục thờ trang dạ ừ. yeah. ừ. cái tục thờ trang là ta, trang tiên sư trang tiên sư ừ. dạ cái à, trang ông gọi là trang tiên sư đó đó hồi xưa là gọi trang tiên sư dạ yeah. à, hỏi cái ông đời ông nội con lại dạ yeah. à, hỏi thờ ai mà thờ ba cái chú hương ở trên cái bên trên trên cái trang á dạ yeah. cái trang nữa là thờ sáu già sáu ông ông bà nhà yeah. cái thơ cái toán nữa là thơ trên cao Thờ ở, thơ... ở giữa này và thờ này yeah. và trên cao cùng trên cao à, yeah. à. Đấy, Đây, đây quý vị thấy vì như đây ban thờ đây thì thì, thì nhà là thờ trên cao trên cùng đấy à, trên cao vào <laughs> rồi à, chị ở ông cụ nhưng mà nếu ông nội thì bây giờ là trên cả trăm năm rồi à, trên cả trăm năm năm nay cụ là 86 tuổi à mà từ đời ông nội là đã trên trăm năm rồi là được trong gia đình là truyền lại là kỳ cái thờ trên cao đấy nhưng mà từ đâu từ lúc nào mà mình cũng thờ cái cái tăng tiên sư trên cao đó nữa từ cái thời giặc giả à giặc giả chạy giặc giả chạy và chạy ra chạy cưới chạy nhà chạy và và không không thờ được nhà cửa không làm được thờ được nhà <laughs> Thì mà sao? nhưng mà sao tại sao là mình là vẫn còn duy trì cái tranh ba là thế nào vì sao là còn duy trì cái tranh ba cái tranh ba là cái cung cái, cái đời ông nội truyền lại nhà yeah. là ông nói là thơ ai ông còn nói là tranh ba là thơ ai không ông nói là người đàn bà phải có cái tranh ba à người đàn bà trong nhà có người đàn bà ừ. là phải thờ tranh ba thờ tranh ba yeah. dạ. thờ tranh ba là thờ một bên nhà yeah. bên bên thơ mà là, bên ban thờ và và cái mà xây xây ra hướng nào xây uh, cái hướng uh, là xây ra xây vào hướng ban thờ xây vào hướng ban thờ Dạ yeah. thơ cái tranh ba Dạ. Ở ra cái cổ tục hồi xưa là nhưng cái... mà chị ông ông cụ ông ngày xưa là ông cứ nói là thơ tranh ba thôi chứ còn nói tranh ba là thơ ai không không chỉ ông nói thơ tranh ba thôi à thơ tranh ba à, còn thờ... cái tranh giữa là ông nói là tranh tiên sư ừ. nói Trung gia là có cái người tranh ba tra lào phải thơ cái tranh ba À dạ, nhà 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 ông cho con hỏi là ông ông ông, là, ông là tên họ là gì nhỉ tôi à dạ tôi là tên là tên là võ văn vĩnh dạ họ và... dạ, võ văn họ dạ ông năm nay mấy mươi tuổi nhỉ sáu mươi sá, à tám mươi sáu nhà tôi dạ. là tám mươi sáu tuổi ông ở đây là là thôn xã là gì nhỉ xã à, thôn thi ông dạ xã hải Vĩnh dạ huyện đại lăng dạ Quảng trị, Nhưng mà trong nhà trong nhà của uh, trong nhà của ông là uh, bây giờ là những người con là uh, những người con trai mà uh, có nhà cửa mở riêng uh, thì họ có, có uh, con có con duy trì cái tục mà thờ tranh bà nữa không? cũng có thằng con trai, thằng con đầu là có thờ cái tranh bà. Con đầu là có thờ tranh bà. Ừ. Thì con đầu là tên gì ông nhỉ? Võ Văn Ngọc. À Võ Văn Ngọc là con ừ. thờ tranh bà. Thằng con dạ. đầu. Dạ, ông Ngọc là năm nay bao nhiêu tuổi à, cô nhỉ? Mà 60, 63 tuổi À, là có thơ tranh bà ừ. Hoặc là chỉ, chỉ, một mình anh đấy thôi ừ. Chứ còn cái tranh tiên sư và cái tranh ông giữa là giờ không còn ai thơ Rồi ừ. Dạ, dạ, dạ Tranh tiên sư là hết rồi, không có ai thơ Dạ, dạ à, Cảm ơn cô Hôm nay là ngày Tết à, Cổ truyền của dân tộc là về tìm hiểu đến tìm hiểu ra là về dân tộc Việt Nam là có câu là có thơ thì có thiêng. Yeah. Có kiến thì có lành, <laughs> Mà có thơ thì sẽ có cúng. Yeah. Mà có cúng thì sẽ có văn cúng. Yeah. Và vì vậy là ý vào cái văn cúng mới tìm hiểu biết rằng là cái Trăn Tiên sư, á, cái Trăn ông á từ nhân gian gọi Trăn ông á chính là tán Tiên sư. <laughs> Và trang tiên sư đấy là thơ ba trang tiên sư đó là thơ ba bạch hương có phải không? Thơ ba bạch hương. Ba bạch hương ngày ba. xưa là ngày xưa là cũng được ông nội là nói lại là trên đó là thơ ba bạch hương. Ba bạch hương là tôi hỏi là thơ ai mà thơ ba ba bạch hương? Dạ. Yeah. Cô nói là thơ trang tiên sư cái tán nữa là thơ ba bạch hương. À dạ vâng. Yeah. Thì cái ba bạch hương đấy á, thì bạch hương giữa cái bậc hương giữa là bậc hương giữa là người ta ghi là tam giáo thánh hiền à. lịch đài tiên sư đài là đời đó tất nhiên là là là, là tam giáo là ba giáo là phật lão và khổng à, các cái vị thánh hiền trong ba đào đấy các bậc thầy các vị thánh hiền cái bậc hương thứ hai á trong cái tranh ông tranh tiên sư đấy chính là chính là cái vị này là vị này này tại sao gọi tiên sư là cái dựa đã tam giáo thành niên lịch đại tiên sư tiên sư là những bậc thầy đi trước những bậc thầy thành niên đi trước trong ba đầu trong ba cái tôn trong ba cái đầu đầu lão đầu và đầu khổng thì cái vị thứ hai là bất công kỵ nghề tổ sư tôn thần thì vì đấy á thì con tìm hiểu được chính là tổ bất nghề mà tổ bất nghề thì hiện tại bây giờ giữa Long Hà phố cổ Hà Nội á là con ba ngôi đình cổ thì thờ ba vị thành tổ bất nghề thì tìm hiểu tổ bất nghề đó thì cái bài vì họ ghi như thế này này cái bài vì dựa chính cung là họ ghi là thụy tổ khai sáng bất nghề hiên viên công đài đế ừ. thì hiên viên công đài đế mà thụy tổ bất nghề đó chính là đế minh thì năm ngoái anh đi điền giả đã tìm ra được đế minh ừ. cái đế minh mà bây giờ thơ trên cái đền hùng đó ở việt nam là có cái đền hùng đó nè ừ. ở phú thọ đó nè thì trên cái đền thường của đền hùng phú thọ thì cái bài vì ở giữa là đột ngột cao sơn thì khi tìm ra cái Ngọc Phạ mà ghi về cái vị đột ngột cao sân chính là Thái Tổ Thái Tổ Hùng Vương đầu tiên chính là Đế Minh à, Thành thì trong nhà người Việt mình á Cái vị mà bất à, là Thụy à, gặp Cái vị mà gọi là bất nghề à, Bất nghề bất nghề tôn thần đó đó Bất công kỳ nghề tổ sư tôn thần đấy á Mà bây giờ tìm được ở đâu Con tìm được là mình không biết là tìm được trong cái văn sở văn sở của các thầy cúng của cái sự huế sự công trì sự cung binh là đều có văn sở thì ghi cái vị đấy mà vị đấy chính là hùng vương và cái vị thứ ba là đông trù tư tí mạng tạo phụ thần quân là cái ông thần đếp đó là đến ba bà thương là như vậy nhưng mà bà thương bà thương tranh bà tranh bà chính tranh bà bà thương tranh bà thì chính là làm sao hiểu được tranh bà là ai thì mới tìm vào cái sở thì cái sở để vi cũng nai mà đánh ba thì có sở cũng đánh ba thì sở cũng đánh ba thì gọi cái ba mà cũng tán ba đó là à, uh, cựu thiên huyền nữ thánh tổ đào mậu nguyên quân cũng có, có ngay cái từ đấy không có có ngày xưa ông nội còn có ngay cái từ đúng là từ là, là, là đào mậu vâng à đấy là ba là là, là, là ba đấy chính là vợ vua thái tổ hùng vương thứ nhất ba đó chính là mậu tây thiên mà hiện tại thơ ở núi Tây Thiên là một thơ lớn nhất ở đấy. Cũng cho quay ở trong cái tranh ba một tí, cũng để vào. Thì trong toàn ba đây là chỉ một cái vật hướng nó có thôi. Dạ. Yeah. Như hồi nãy chúng tôi quý vị như hồi nãy chúng tôi còn nói thì đây là tranh ba. Tranh ba là nguyên tắc của thơ tranh ba là về thơ À, nếu từ trong nhìn ra vì chúng, chúng tôi đang đang xoay cái máy lại là ở trong nhìn ra ở à, đây đây là cái tranh bà đây, cô đang dò cái điểm pin thì tranh bà nguyên tắc của tranh bà mà chúng tôi được thưa kể lại là nguyên tắc của tranh bà là thờ ở, ở trong nhìn ra là thờ bên phía của tay trái và thờ bên phía của tay trái là thờ, mà, mà phải thờ từ dưới nhìn lên còn nếu tráng tiên sứ là thờ một là thờ ở chính giữa thì thờ ở trên cao trên cùng này đây nhà thờ trên cao cùng này và dưới này là thờ tổ tiên mà còn không á nếu mà thơ bên tay phải á, thì cũng thơ trong thờ ra bởi vì thấy bên gian này là gian tay phải đấy gian tay phải chúng tôi nhìn ra bên này là gian tay phải thì đây là, là may mắn là cái nhà mà chúng tôi đến uh, quay đây là cái nhà trò của cái sự Quảng trị nhà gỗ nhà ba gian nhà xưa còn lại ở đây là đây là tổ tiên thì cái, một cái nét cực kỳ đặc biệt ở quê tôi là nhà nào cũng có một cái bản án này ở trước à, thế cụ cụ có biết rằng cái bản án bản án trước này là thờ ai không các cả, cả cái ông hồi xưa là trước á là trước sau á trước nấy là cái cái ban hội đồng à trước này là ban hội đồng trước là ban hội đồng sau này ừ. mấy ông bà sau mấy ông bà tổ tiên là, sau ông bà tổ tiên rồi chưa là nói chưa chưa anh chạy chúng đâu hết á chưa có gì <laughs> hồi đông đó mà tổ tiên ông bà ở đây đấy đấy. À dạ, thời tổ tiên ông bà cũng ở đây luôn. Ừ, đúng, luôn. Đây quý vị, chúng tôi muốn cộng hiến cho quý vị. Ngoài tất cả những người Việt Nam nói chung thì trong đó có một số người từ Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An trở vào là cái ban này. Thì chúng tôi từ ngày nhỏ, từ thuở nhỏ ở trong đang tu ở tổ liên sắc tứ thì chúng tôi đã đi tìm hiểu cái ban này rồi mà quý vị biết cái bán này ấy, chính là ban như cụ này là còn nói được một cái ý rất hay mà nhiều người đã không còn nói được đó là ban hội đồng thực ra ban này sau khi mà hợp đồng mà thờ chúng mà quý vị biết nếu trên cao này mà thờ tổ tiên mà trên cao này là thờ tan tiên sư ở dưới này là thờ tổ tiên thì người ta vào thì người ta bán này chính là bán thánh bán này là bán thờ cả phật cả lão cả đạo nên người ta vẫn truyền lại với nhau có phải cụ truyền lại với nhau là cái ban này là không bao giờ được đặt đồ mặn lên đây vào phải không không được đặt cái đồ cúng mặn lên đây vâng đây quý vị thấy đây là một cái dấu tích mà không còn không còn nhiều người hiểu như vậy được nữa tất nhiên là ngoài cái ban này mà chúng tôi cũng có đến đây là đây giống như chúng tôi cũng đến cái nhà mà con của ông đây con trai của ông đây võ đình đoàn cái đầu cái nhà là làm rễ đầu cái nhà ông bạc tôi Và trên này là thờ thời di ảnh của ông bắt ruột của tôi là điều này cũng không đúng như, như tôi có một cái gia đình là của của bà o là bà o, o Nông nồng cũng là thờ ngày xưa là khi ông mận và ông dục mà đã, ông mận thì bây giờ còn sống ông dục đang còn sống người tôi nói thờ không đúng giống như nhà tôi có ông bác mà anh cũng nội tôi là ông tộc là ông uh, có bắt dù ở mỹ thì tôi nói rằng cái ban này mà thờ bởi vì là thờ bát hương và thờ di ảnh là không đúng không đúng với truyền thống thì bây giờ mình có thể thờ nhưng mà không đúng với truyền thống thì đây là một cái đây là một cái chúng tôi sẽ làm một cái phóng sự riêng về cái chuyện này và để cho tất cả những người quản trị còn hiểu về chúng từ thuở nhỏ lên chùa là chúng tôi đã tìm hiểu cái ban này rồi và ban này là có thể là quý vị biết là người ta có thể thơ cái kính Ở sau cái bát hương này sau cái định hương này cái định hương này gọi là bồ tam sự thì trong 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 vấn đề thơ từ tổ tiên thì có văn hóa vật thơ văn hóa vật thơ thì ngoài cái bát hương thiên nhất rồi thì có bồ tam sự tam sự thì có hai cái đèn vì vì thấy đây hai cái đèn đồng mà đây hai hai bên hai cái đèn đồng và giữa là cái lưu đồng mà ngoài bắc thì gọi là cái đỉnh nếu thêm hai con hạc hai bên thì gọi là ngụ sự mà như vậy thì gọi là tam sự thì tam sự và ngụ sự là cái liên quan đến văn hóa vật thờ và hai đây là hai cái chìm nước nhà ông có hai cái chìm nước và một bộ và quý vị thấy là trên này hoàn toàn không đặt đồ cúng không đặt cả cái nếu có cúng thì không đặt đồ mặn lên đây vì trong gian người việt vẫn truyền lại với nhau là ban này là ban thánh ban hội đồng nhưng mà hội đồng thánh thì có nghĩa bán này chính là bán tam giáo Thánh hiền lịch đại tiên sư thành từ người việt Cả cái gia đình người việt mà ở quê tôi ở quảng trị dù có nghèo đến đâu đi nữa thì mà nếu nhà có danh dựa thì cũng sắm cho được cái tủ vì thấy cái tủ này mà người ta về thờ và sau này là cái bán ngọc thực ừ, đúng ra là sau này là phải có thêm một cái cấp lên nữa cái nhà này thì đây là bàn này để đặt cái đồ cúng vì thế bàn này là đặt đồ cúng và đây nhà đình này là có cái món bánh thuận và chúng tôi đã nói là món bánh thuận là một cái món bánh truyền thống ở vùng quê thôi nó, nói lên được cái nền văn minh của người Việt liên quan đến vấn đề trồng trọt đây là hai cái đòn bánh tét bánh tét này thì ngoài Bắc là không có và nhà nào cũng có cái bức tường quý vị vẽ bức tường này này thì ngoài bắc thì có cái nghề gọi là cái nghề tranh hàng trống tranh hàng trống chính là vẽ cái này mà khi đi vào miền trung là không còn người tranh như tranh hàng trống á. thì nhà nào cũng tranh bức tường ở phía sau và vẽ đôi hạt vì thấy đây đã có đôi hạt rồi thành từ cộng cái đôi hạt đến bức tường này với cái bộ tám sử trước nữa thì người ta gọi là ngụ sử mà quý vị thấy bên này là có cái mai cái mai cái mai và cái mai và một bên là cái mai mà một bên là hoa cúc và mai lan cúc trúc là tưởng tượng trưng cho xuân thu mai là uh, mai là xuân và bên kia uh, vì thầy từng cái trong gia đình này đều cực kỳ ý nghĩa và bên này là cúc à, tức là xuân thu và nếu ở làng quê là có tế xuân thu nhì kỳ Đấy, bức tranh rất là ý nghĩa nhưng mà cái có thể cái người vẽ là vẫn vẽ theo và gia đình này tôi thấy còn duy trì một thứ nữa đó là hai cái mía tôi cứ thuộc mới ra bắc là tôi cứ tưởng rằng là cái mía này chỉ có người bắc và tại sao là người việt là có cái mía ngày 30 mua cho được cái mía về trong nhà cái mía này là liên quan đến cái tục cây niêu của người việt chúng ta sẽ có một cái có một cái bài nói chuyện về cái cây nêu này riêng Ví dụ như làng quê tôi là thi ông đấy thì mùng bảy này là dạy hà có cái lễ dạy hà vẫn cũ mùng bảy này là lễ dạy hà vào À, dạy Hà chính là lễ Hà Niêu à, Lệ Hà Niêu ở trên rủ cái miêu ở trên rủ Ờ đây, cái niêu, cái à. niêu à. Rồi cảm ơn cụ, chúc à. cụ ông với cụ ba là có như sống lâu trăm tuổi À như cái uh, chầu văn thò là văn thò vô cương À sống lâu trăm tuổi Và dình dự uh, Cũng là nhân tiền đấy để nói cho cụ hiểu là cái Tam Tiên Sư tính là thơ ba vị đấy cái vị dựa là tam giáo thánh hiền lịch đại tiến sư và vì vậy thì người ta gọi đó là tiến sư là lớn nhất là cái bà thương ở giữa bà thương ở bên này là coi như bất công kỳ nghề tổ sư tôn thần bà công bên kia là coi như đóng trù tư mệnh tạo vụ thần quân nên vì vậy là ta và, ta và tạo quân là người ta thờ ở trên đó rồi người ta thờ bếp nữa nhưng mà về, về sau này thất truyền bây giờ rất là nhiều những đầu nhà con về đó là thờ vậy bếp đó Thực ra vậy bếp là không 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 đúng à, cảm ơn cụ